tiết lộ khó tin về Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo luôn đem lại hết bất ngờ tới bất ngờ khác. Điều này lại được thể hiện qua tiết lộ khó tin về Ronaldo từ đồng đội cũ của Ronaldo. Steffi Mavidi từng sát cánh cùng Cristiano Ronaldo trong mùa giải đầu tiên ngôi sao người Bồ Đào Nha khoác áo Juventus ở mùa giải 2018-19. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Mavidi, cầu thủ hiện tại của Leicester, đã nói về khoảng thời gian anh thi đấu cùng Ronaldo, người hiện khoác áo câu lạc bộ Al-Nassr tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, Saudi Pro League. Theo Mavidi, Cristiano Ronaldo có quyền tự do chơi ở bất cứ đâu anh muốn ở Juventus, tạo dựng vị trí của riêng mình trong đội bóng thành Turin. Cristiano Ronaldo có vị trí của riêng mình tại Juventus. Anh ấy thích chơi ở vị trí nào cũng được. Thật điên rồ khi có Ronaldo làm đồng đội. Khi Ronaldo cùng bạn tập luyện, bạn biết rằng mình sẽ cần phải nỗ lực cho dù đó là tập luyện trên sân hay tạt bóng và dứt điểm. Nhưng khi tôi đối đầu với Ronaldo thì đó thực sự là một cơn ác mộng vì anh ấy rất giỏi ở mọi khía cạnh, Mavidi nói. Trong cuộc phỏng vấn, ngoài việc không tiếc lời khen ngợi người đồng đội cũ, Steffi Mavidi còn tiết lộ điều gây tò mò về Cristiano Ronaldo. Cụ thể hơn, ngoài sân cỏ, CR7 gây ấn tượng với đồng nghiệp theo một cách khác thường. Theo Mavidi, tiền đạo này có một bộ sưu tập xe hoành tráng và đến tập luyện mỗi ngày với một xế hộp khác nhau. Mỗi ngày Ronaldo đến tập luyện trên một chiếc xe khác nhau. Đó là những chiếc xe mà chúng tôi chưa từng thấy trong đời. Tất cả đều là những chiếc xe thể thao hàng đầu, ngoạn mục. Tôi nhớ có lần anh ấy đến xem giải đua công thức một tổ chức tại Monaco. Ngày hôm sau, Ronaldo xuất hiện với một chiếc xe thể thao McLaren đáng kinh ngạc. Chúng tôi chưa bao giờ thấy kiểu xe gì giống như vậy, Mavidi chia sẻ với giọng thán phục.